đầu đúc nha, cực kỳ xịn luôn. Cái phần vành bên ngoài nó dày dặn, nó chắc, nó cứng đó. Nhưng giá thì rất bình dân, 200.000 một giây thôi. Hàng tồn kho của Đức đây, như thế này gọn một giây anh em nhé. Như thế này gọn một giây. Ok. 200.000 một giây. Thì mỗi vế 2 đồng. Dài 1m9. Cái dây này tại sao cửa hàng bán, bởi vì nó xịn mà nó vừa tiền, nó rẻ. Dài 1m9 chỉ có 200.000, hàng tồn kho của Đức. Nếu các bác đi mua dây này trên thị trường, dây này là dây Choisi của Trung Quốc, thì cũng mất tầm 100.000, dài 1m8. Nhưng đổi lại cái dây này 1m9, 2m của Đức nha, nhưng nó lại xịn hơn rất nhiều lần, mặc dù giá tiền nó chỉ hơn 100.000. Báo giá là giá tại cửa hàng em nhá, 100.000 thôi. 200.000 dây này, 200.000 một dây này. Đó, nhầm cái dây Choisi này, 100.000. Nếu dài 1m8 thì đổi lại là các bác có một cái đầu cắm nó cực kỳ xịn. Đó là cái đầu này, so với cái đầu màu trắng đỏ này thì nó xịn hơn rất nhiều lần. Thì độ ôm vào cái giác cà phê nó cực tốt, nó sẽ không bị vỡ, móp méo theo thời gian. Nếu móp méo theo thời gian hoặc vỡ thì nó sẽ sinh ra là mất mát, nó sinh ra sôi ù. Khi đó các bác không thể chơi được nhạc, âm thanh nó sôi nó ù thì nó rẻ. Một là mất vế tiếng, một vế loa, hai là sôi ù mình không sử dụng được. Nên cái âm thanh có cái dây loa và dây AV này nó cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Loa và âm ly quan trọng rồi, như dây loa cũng là một thành phần không thể thiếu được, dây AV không thể thiếu được. Nếu các bác muốn nghe ổn định, muốn nghe hay thì 200.000 một dây thôi, giá tại cửa hàng không bao ship. Nếu các bác ở Hà Nội tiền ship tầm 17.000, các bác ở tỉnh xa tiền ship từ 30 đến 35.000, tùy theo anh em ở gần hay ở xa mà mất tiền ship nó khác nhau. Thì tiền ship thì các bác đi mua cái gì cũng phải mất đúng không? Kể cả anh em ở nhà, các bác ở nhà mà đi ra chợ các bác cũng mất tiền xăng. Nếu bác nhờ người khác mua đến cho mình thì các bác phải trả tiền, thế thôi. Thì đấy là cửa hàng tại sao là cứ phải nói cái từ ship để cho anh em nó rõ. Cứ tránh trường hợp là mình đặt mua xong mình lại bảo sao không bao ship cho tôi. Bởi vì cửa hàng không cộng tiền ship vào tiền sản phẩm. Rõ chưa các bác? Anh em mua thì cứ nhắn tin gọi điện cho thông tin địa chỉ rõ ràng, cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em qua Viettel. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 200.000 một giây như thế này anh em nhé. Còn dây loa Mỹ Montez anh em có thể đặt hàng 100.000 một mét. Dây rất xịn luôn, mềm mại, tuốt già này nó ra 4 cái sợi này, tuốt ngắn thì nó liền với nhau. Montez của Mỹ, 100.000 mét.